Xin chào, tôi đang có mặt tại triển lãm ô tô Bắc Kinh và đứng ngay cạnh tôi đây là một chiếc xe có tên là VV7 của hãng Way. Không hiểu hãng Way này là hãng gì nhưng chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Một hãng xe Trung Quốc và có một chiếc xe phải nói rằng vô cùng đẹp, vô cùng đẹp. Đó, các bạn hãy nhìn vào cái logo rất lạ. Way hay là We gì đó. Đó. Posting. Đó. Tôi nói thật, chiếc xe này còn đẹp hơn rất rất nhiều chiếc xe SUV ở nhà đang bán. Hãng này thì chuyên sản xuất SUV thôi. Hôm nay họ sẽ bày SUV và toàn SUV màu đỏ kiểu này. Sorry. Đây các bạn hãy nhìn. Tổng thể chiếc xe này, đèn đóm, lưới tản nhiệt, mặt trước cực kỳ đẹp. Nhìn kỹ vào đèn một chút nhá. LED là hình ô vuông, hai ô vuông luôn. Ở bên trong là có đến 4 projector, mỗi một bên 2 nhá, 1, 2, 3, 4. Đèn full LED, thông minh. Ở dưới là đèn xi nhan, không biết có chạy kiểu Audi không. Ở dưới cũng là đèn LED luôn nhá, một dải LED luôn này. Wow, tại sao lại đẹp đến như vậy nhỉ? Xe Trung Quốc đẹp thế. Quá bất ngờ luôn. Nhưng mà các bạn phải vào trong nội thất các bạn mới thấy nó kinh khủng đẹp như thế nào. Lát nữa nhá, bây giờ sẽ đi một vòng này. Ồ, lốp đồ hiệu luôn nhá, lốp Michelin 20 inch, vành 20 inch, 255/50. Ây da, cặp gương cũng cực kỳ đẹp, cặp gương kiểu của Audi, gần gần giống thôi. Đây. Đó, đây không phải là một chiếc xe nhái, đây là một chiếc xe thương hiệu Trung Quốc. Không hề nhái chỗ nào. Xin lỗi các bạn nha, vì đây rất đông, tôi sẽ đi nó hơi rích rắc một chút. Rồi chúng ta nhìn đằng sau đi. Đó, đằng sau đẹp chưa. Xe Trung Quốc mà như thế này là quá ổn. Quá ổn. Không biết đến đời thổ nào Việt Nam mới sản xuất được một chiếc xe đẹp như thế này. Cái xe SUV này nó còn kiểu dáng SUV hơi cúp một chút, vì phần đuôi nó hơi bị chéo chéo xuống, cục cục xuống. Nhìn rất thể thao, nhìn đèn hậu này. Đèn hậu cũng cái phong cách LED kiểu hai hình vuông rất đẹp. Cụm hai ống xả kép hai bên luôn, cực kỳ đẹp mắt. Không lại là phần đuôi xe khá ổn. Tôi sẽ mở ra, nắp capo ra xem như thế nào. Không mở được, à đây rồi. Cốp mở điện luôn. Cũng ổn, không tệ lắm. Xe cúp như thế này là ổn rồi. Đó, đây là phần cốp này. Cốp mở điện luôn nhá. Đó, ấn nút này. Đó. Phải nói là rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Rồi các bạn nhìn nội thất một chút nha. Nội thất mới thần sầu đây này. Đây là cửa cảm ứng nhá. Đó. Rồi. Ghế chỉnh điện này, có nhớ ghế này. Da cực kỳ nuột nhá, da cực kỳ nuột luôn. Đẹp mê hồn luôn. Thế mới buồn cười. Mấy cái anh tàu này kỳ ghê, sản xuất xe đẹp gì đâu ấy. Rồi, ghế này. Đó, này, không gian nội thất này. Đó, giờ tôi sẽ vào trong nhá. Các bạn sẽ thấy nó đẹp như thế nào. Rồi. Đằng trước là màn hình luôn nhá. Cực to. Rất tiếc không có chìa khóa ở đây để chúng ta bật cái hiển thị nó lên. Đây là cái màn hình trung tâm ở giữa, nó thò lên thò xuống giống như kiểu Audi. Cửa gió điều hòa này. Khu vực này thì có vẻ khá là đơn giản. Đó, nhưng mà cái vân ở đây mới hay này. Đây là không biết là gỗ hay là nhựa hay là gì, nhưng mà xem nào. Có vẻ như là một loại nhựa cao cấp và nó phay xước. Nó phay xước sờ được luôn, cực kỳ đẹp. Làm thế này mới hay, bởi vì nó vừa công nghệ, vừa ấn tượng mà nó không bị vân tay. Quan trọng là nó không bị vân tay. Nhìn rất giống như là titanium vậy, rất đẹp. Đây là thông số kỹ thuật này. Đây có giá tiền đây rồi. Nhân 10.000 nhá. Bản Luxury là 16.98 nhân với 10.000 lên. Bản đắt nhất là bản 18.88 nhân với 10.000 lên là bao nhiêu ạ? 188.000 à? Ừ, sao đắt vậy? 188.000 là tương đối đắt. Động cơ gì đây? 4 xi lanh 2.0. Đúng không ạ?
suất 172 kW, tương đương với khoảng hơn 200 mã đây đúng không ạ? Khá ổn, khá ổn, khá ổn. Đầy đủ. Phiên bản này có thể nhất đầy đủ tất cả những cái option. Có thể nói là khá đẹp, có thể nói là khá đẹp. Còn chiếc xe như thế này là 188.000 là bao nhiêu? Không lý nào 188.000 cái trong 200.000 mà nhân với 36 tỷ à? Không, là không lý. Tôi chưa nhất thời tôi chưa tính ra. À, nhưng mà đây, nó lại nhưng mà đây. V7 của Way. Đây, Way đây. Đây, V7. Bạn nhá. Nhớ hãng này nhá, khi nào sang Trung Quốc thì nhớ ghé. Rất đẹp. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Xe Hay. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.